Rồi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đang xem kênh với mình hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì đến với bài kiện quan tâm địa chỉ ở Hưng Khánh Trung A, quận Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay thì vườn của anh Tâm có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một số cái mai giống mà ghép vô giống xô mình lại nè. Rồi nhị ngọc toàn rồi cô chú anh chị ha, cúc thọ hương rồi ha. Rồi giá cũng hữu nghị cô chú anh chị ha, chỉ từ vài trăm ngàn một cây là nhà vườn sẽ bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất mong cô chú anh chị mình vào xem thấy cây nào giá cả hợp lý thì mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Những cây này đa phần là ghép được một mùa cô chú anh chị ha, nên là cô chú anh chị mình cứ an tâm sưu tầm cho Tết nha. Rồi không mất thời gian nữa ha, em mời cô chú anh chị mình gặp luôn anh Tâm, nên anh Tâm chào giới thiệu và giao lưu luôn ha. Chào con, em chào anh Tâm ơi. Chào bạn, chào cô chú anh chị em xem kênh. Hôm nay em cũng có lên mai giống siêu bông mình lại với nhiều toàn với hơn nữa. Dạ rồi. Rồi mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn đi anh ha. Ngày hôm nay là mã số là 1T đi. Rồi, cây mã số 1T ha. Cái này giống gì đây anh? Siêu bông mình lại. Rồi, một cây xô mình lại ha. Rồi, cái này cái tàn quá trời đá luôn. Rồi, cho em xin thông số cái này luôn anh ha. Cái mấy cây này ghép bo dài dữ lắm nha cô chú anh chị. Dạ, yeah, liền nó tàn. Vành được 21. Rồi, củ đế quá trời luôn ha. Cao 75. Cây bỏ nhánh bỏ tàn rất là đều luôn cô chú anh chị. Tán ngang nó 73. Rồi, cây một tên giao lưu là 900 nha. Rồi 900 ngàn cây này cô chú anh chị ha. Quá trời đẹp luôn. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2T. 2T cũng là một cây siêu bông mình lợi. Rồi, cây này ghép già mùa dữ lắm nha cô chú anh chị ha. Cái cũ nè. Rồi thông số luôn ha. Vành được 18. Rồi, cây lên nụ ngon lắm nha cô chú anh chị. Cao 62. Đáng ngàn nó 67. Rồi, cây 2T em vô lưu là 800 nha. Rồi, đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 3T cũng là một cây siêu bông mình lợi nha. À, cây cái tàn khủng khiếp cái tàn luôn cho anh chị ha. Ô, dài lắm nha cô chú anh chị. Nút nụ ngon lành luôn ha. Thân lát ha, có củ luôn, cho xin thông số luôn ha. Mình được 16,5. Rồi, nguyên cái cũ, khủng khiếp cái cũ ha. Cao 71. Cái ngàn là 68. Cây 3T nhau luôn là 800 nha. Rồi, 800 ngàn bao ship luôn ha. Dạ. Rồi, mình đổi cây ha. Rồi, tiếp theo cây mã số 4T. 4T cũng là một cây siêu bông mình lại. Rồi, đây, cái tàn quá xá luôn cô chú anh chị ha. Cái tàn bự lắm nha cô chú anh chị. Cái này bao cho Tết nha. Cũ nè, ham luôn của chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn anh ha. Hoành được 19,5. Rồi, cao 71. Tán ngang nó 75. Rồi, cây 4T này em vô lưu là 900 nha. Rồi, 900 ngàn ha. Rồi, mình đổi cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số 5T. Cây mã số 5T, một cây siêu bông mình lợi. Rồi, cũng là siêu bông mình lợi luôn ha. Này, phôi lớn nha cô chú anh chị ha. Phôi lớn của đá đẹp nè. Cái bo nó bự lắm nha cô chú anh chị ha, mà mấy cái chọc bo nó ha, ta úp trơn. Rồi, thông số lên ha. Mình được 25. Rồi, cao 50. Tán ngàn nó 65. Rồi, cây 5T giao lưu là 600 nha. Rồi, 600 ngàn bao ship ha. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 6T. Rồi, cũng là một cây siêu bông mình lợi nha. Ồ, cái tàn quá trời đất, quá trời quá đất luôn cô chú anh chị ha. Cái củ nè, thì ghiền luôn cô chú anh chị ha. Ồ, cái củ, cái bẹ củ quá trời đã luôn. Siêu bông mình lại ha. À, thông số luôn nè. Mình được 17,5. Rồi, cao 66. Tán ngàn nó 40. Rồi, thì cây 6T giao lưu là 450 nha. Rồi, mình đợi cây luôn ha. Rồi, tiếp theo cây mã số. Mã số 7T, cũng rồi, là một cây siêu bông mình lợi nha. Rồi, cái này cái tàn cũng khá luôn cô chú anh chị ha, thân lắc nè. Bao hoa dài nha cô chú anh chị. Mấy cái này chị về tiệc Tết bao ok giùm em nha cô chú anh chị ha. Nhìn cái tàn hơi thôi thôi. Mà bông này nở một cái là đầy gầy nha cô chú anh chị ha. Đặt luôn á. Rồi, thông số luôn anh ha. Mình được 15. Rồi, cao 1m. Rồi, cái ngang nó 79. Rồi,
Cây bãi tê em vô luôn là 800 nha. Rồi 800 ngàn ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 8T. 8T là cây họ Hương. Rồi. Cây này cái tàn nó đều lắm nha cô chú anh chị ha. Đó. Đều chi đều cành ha. Tàn thông cô chú anh chị ha. Dán trực tàn thông. Rồi thông số luôn anh ha. Hoành được 16. Rồi. Cao 81. Cái ngang nó 70. Rồi. Cây 8T em vô lưu là 550 nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số 9T. 9T, một cây nhị ngọc toàn nha. Rồi. Cây này tàn thông cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị ha. Rồi cho xin thông số luôn ha. Hoành được 14,5. Rồi. Cao 92. Cái ngang nó 68. Rồi. Cây 9T này em vô lưu là 68 nha. Rồi 600 ngàn ha. Đợi cây. Rồi tiếp theo cây bãi số 10T. 10T. Rồi 10T cây nhị ngọc toàn nữa ha. Cây này cái tàn quá trời luôn. Rồi thông số luôn nha. Mình được 12,5. Rồi. Cao 85. Cái ngang là 61. Rồi. Cây 10T giao luôn là 600 ha. Rồi 600 ngàn ha. Rồi, rồi. Cây này cuối clip luôn cho anh. Rồi cây này cây cuối clip của em ngày hôm nay. Em cũng xin cảm ơn cô chú anh chị em xem cơm và ủng hộ em. Em xin chân thành và cảm ơn. Rồi cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Tâm cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị mà những clip tiếp theo ạ. À.